Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay mình giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Merida Duke 600, một dòng xe đạp khung nhôm được sử dụng bộ chuyển động Alivio, gạt đĩa trước Asiza, đùi sụp rỗng, bánh 26 inch, khung nhôm, toàn bộ khung là khung nhôm, nước sơn nguyên bản, mang về tông màu đen trắng rất là thể thao và cực kỳ là đẹp. Thiết kế khung các bác có thể thấy trên hình đây, thiết kế khung vuông vức thì nó cơ bắp và rất là chắc chắn. Thương hiệu Merida model Duke 600, một cái thương hiệu cực kỳ là nổi tiếng trên toàn thế giới rồi, thương hiệu của Đài Loan. Có một cái chỗ đứng rất là vững chắc ở trên bản đồ xe đạp thế giới. Đây, made in Taiwan, sản xuất tại Taiwan và số khung đăng kiểm tại thị trường Đài Loan luôn. Và đây là cái tem bảo hành của cửa hàng bên em nhé. Các bác khi mua xe giữ lại tem này để được bảo hành. Bảo hành 1 năm. Khung nhôm rất là đẹp, tông màu, form dáng cực kỳ là chất lượng. Từ trục rỗng của Borowell. Phần chuyển động thì được sử dụng Alivio, gạt đĩa là đề sau là Shimano Alivio với 9 tầng lip. Và đây là gạt đĩa Asiza với 3 tầng đĩa, cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Vành bánh là 26 inch. Bánh 26 inch. Đó, lốp lát và còn rất là mới này. Con nhìn trên hình lốp này đi rất là ít này. Do là xe nhập bãi đã qua quá trình sử dụng nên là nó xuất hiện xước, những cái xước nhỏ, xước răm này không thể tránh khỏi. Thế còn chiếc xe này thì nhìn vào cái lốp này thì chủ cũ sử dụng cũng khá là ít. Trên phần ghi đông thì chiếc xe được trang bị bộ cổ phốt ghi đông là carbon và có một cái bộ tay phanh rất là đẹp, rất là ngon của Shimano DOG ở đây. Một cái bộ tay phanh mà các bác chơi xe lâu năm hay là sử dụng xe đạp thì cũng có thể đánh giá được cái bộ này. Một cái bộ phanh rất là ngon, bóp rất là ăn và cực kỳ là đắt tiền. Bộ DOG rất là cao cấp, bóp rất là sướng các bạn. Các bác phải trải nghiệm thử cái bộ này. Các bác phải trải nghiệm thử thì mới biết là nó sướng đến mức nào. Và tay bấm xả của xe là Shimano Atut đây với 9 speed. Đó, 9 speed tương ứng với 9 lip và bên này là 3, tương ứng 3 đĩa cho xe 27 tốc độ khác nhau. Bộ giảm sóc dầu của dốc đâu, đây là sóc hơi. Rồi, bộ này là bộ sóc hơi luôn. Đấy, sóc hơi của lốc sốc nhé, thương hiệu Mỹ. Rất là ngon, cấu hình cực kỳ là cao. Phần DOG giảm sóc hơi, đồ Shimano Alivio. Máy Novatec, một cái loại phụ tùng cũng rất là nổi tiếng, rất là ngon của Đài Loan luôn, Novatec. Bánh bi vòng, sử dụng bi vòng. Máy trước sau hai bên luôn. Novatec sử dụng bi vòng bạc đạn. Cùi phanh cũng là điều gì này. Với cái mức giá đang bán tại cửa hàng chỉ có là 8.800.000. Mức giá cực kỳ là rẻ cho một chiếc xe đạp form dáng đẹp này, cấu hình cao này. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo mà
Và những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 44 cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 đi phù hợp. Chuyển động rất mượt mà, các bạn nhìn trên hình. Thì giá bán của chiếc xe anh em đã thông báo ngay từ đầu video chỉ có là 8.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.